quý vị, cuối giờ chiều qua ngày 10 tháng 1, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Theo đánh giá của CDC và Sở Y tế thành phố, từ đầu năm 2022 đến nay, số ca mắc mới COVID-19 trung bình tại Đà Nẵng là khoảng 300 ca trên một ngày, tăng nhẹ so với cuối năm 2021. Mức tăng này đã nằm trong tính toán, nhất là khi cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới, thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh. Tuy các điểm nóng hiện nay đã cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ ở một số khu vực, nhất là tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Công tác tiêm chủng tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác điều trị COVID-19 hiện nay vẫn cơ bản đáp ứng yêu cầu. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá các địa phương đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống dịch. Nhưng trước tình hình dịch bệnh đang có dấu hiệu gia tăng, cần phải có những biện pháp kịp thời để ngăn chặn đà lây lan. Bí thư Thành ủy đề nghị ngành y tế và các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn, nhất là ngành y tế phải hết sức chủ động, xây dựng kịp thời các phương án cụ thể để ứng phó trường hợp F0 tăng cao trong thời gian đến. Bây giờ chúng ta phải coi tất cả những cái cơ sở y tế chúng ta là cái điều kiện, là cái nơi mà có thể điều trị. Tôi nói không phải là chỉ Hòa Vang, mà bây giờ tất cả những trung tâm y tế khác cũng có thể điều trị COVID, chứ không phải là chỉ lên bệnh viện dã chiến đâu. Thì như vậy thì chúng ta mới chủ động được. Và trong đó thì tôi đồng ý cái chủ trương về cái việc là các đồng chí nghiên cứu để hình thành các cái cơ sở điều trị tự nguyện trả tiền. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch, đặc biệt nêu cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu tại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, linh động trong vấn đề đánh giá tình hình dịch bệnh để triển khai biện pháp phù hợp. Và cũng sẽ có cái điều chỉnh những cái vấn đề trong cái bối cảnh Tết này. Chúng ta không thể ngăn sông cấm chợ như trước đây được, mà phải chúng ta đã tiêm mũi 2 và tiêm mũi 3 rồi, thì chúng ta không thể mà xử sự đối xử như là cái thời kỳ cách đây năm sáu tháng. Đồng chí lưu tâm như thế, và đồng chí linh động trong cái vấn đề là khoanh vùng lại để mà đánh giá. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, Sở Y tế cần tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, điều chỉnh các điều kiện, quy định điều trị F0 tại nhà. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục linh động hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn mắc COVID-19.